Công ty Ăn Sạch Uống Sạch cung cấp trọn gói các dịch vụ từ tư vấn, khảo sát, thiết kế, thi công cho đến chăm sóc vườn rau trọn gói, đảm bảo cho quý khách hàng có đủ rau sạch sử dụng hàng ngày. Với các kỹ sư giàu kinh nghiệm cùng đội ngũ nhân viên đầy nhiệt huyết, chúng tôi sẽ mang đến cho bạn những sản phẩm chất lượng, tiện ích, thẩm mỹ, dịch vụ bảo trì, hậu mãi tận tình. Hàng loạt ưu đãi bất ngờ dành cho những khách hàng đăng ký mới. Truy cập ngay website ansachuongsach.vn, liên hệ số điện thoại Zalo để được tư vấn tận tình. Cho anh quay cái video cái này nha. Máy á? Thằng máy. Kéo bụng. Anh đưa ơi, đang từ cho em ơi. Kéo bụng anh, xong rồi chuyển lên xuống với nhà, đi bụng không anh. Kéo cơ đúng không? Để thôi em. Đó là gì? Thì anh gửi đi em cái rồi, vì anh vẫn là một thôi, tức là anh gửi nhắc lại cái order cho em thôi, hiểu không? À không, ý là trong kia giờ nhảy là 2 view nữa, đặt ra thêm 3 view đi trời, đúng không? Em bỏ đi một phiếu, biết được thì mình chưa hệ thống vẫn là một thôi. Ok, nếu mà nát tính tiền đó, mà nó bao nhiêu ạ, thì sao? À, tính tiền thì vẫn là một view. Ý là gì á, cho nó đỡ, kiểu sau mình đỡ cái thôi, đỡ con gái xuống. Nó bị lỗi, anh gửi lại. Dạ. Bây giờ thôi, mua nhiều nha. Không, mình làm xây dựng á. Quay cái này bắt trước. Ở miền Nam ít ai làm cái này. Miền Nam làm có thang máy không à. Này cái này hay nè, đưa đồ ăn đi lên xuống. Mình làm công ty xây dựng ở miền Nam, ở thành phố Hồ Chí Minh. Cái này cũng bao nhiêu cái ta? Xuống tới nè. Chạy cũng êm không? Đầy lắm nhưng mà nó êm, chạy lát tè nó bị đổ. Nó có những cái thể tích lớn hơn. Thôi ăn rồi, ok. Ngồi.